từ du học Inspiral. AAES là kỳ thi diễn ra vào tháng 9 hàng năm dành cho học sinh quốc tế muốn theo học hệ thống trường công lập tại Singapore. Cụ thể là đối với bậc tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 và bậc trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 9. Còn SAAES là kỳ thi tuyển sinh bổ sung diễn ra vào tháng 2 năm sau nhằm mục đích tuyển học sinh quốc tế đậu vào cấp 1, cấp 2 hệ thống trường công lập mà không thể tham gia hoặc không thành công với kỳ thi AAES trước đó. Đối với những phụ huynh muốn cho con em mình đi du học Singapore từ sớm thì đây là hai kỳ thi quan trọng. Quý phụ huynh cần nắm rõ thông tin để hướng dẫn cho con em mình ôn luyện với phù hợp nhé. Theo Bộ Giáo dục Singapore, MOE bắt đầu áp dụng quy định mới cho kỳ thi AAES vào tháng 7 năm 2022. Cụ thể là đối với bậc tiểu học thì theo quy định trước đây thì kỳ thi AAES và SAAES do MOE tổ chức thi hai môn tiếng Anh chỉ với kỹ năng đọc và viết. Thì từ kỳ thi AAES tháng 7 năm 2022, học sinh phải đăng ký đậu chứng chỉ tiếng Anh Cambridge CEQ theo số điểm quy định tùy theo độ tuổi và lớp đăng ký do Cambridge xét duyệt và cấp. Chương trình thi CEQ bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Chứng chỉ CEQ có thời hạn 12 tháng và được tổ chức thi trên 130 quốc gia. Sau khi có chứng chỉ CEQ thì học sinh đăng ký thi môn toán cho kỳ thi AAES hoặc là SAAES. Và đối với học sinh cấp 2 thì quy định không thay đổi, tức là MOE vẫn tổ chức thi hai môn toán và tiếng Anh. Cụ thể về điểm tiếng Anh CEQ theo trình độ thì các bạn có thể là vào đường link bên dưới, truy cập vào website của Inspiral thì mình sẽ xem cụ thể hơn nhé. Phí đăng ký thi AAES và SAAES thì sẽ không được hoàn lại. Đối với AAES Primary thì phí hiện tại là 340 đô sing, còn đối với AAES bậc Secondary thì sẽ là 630 đô sing. Được thi thì sẽ được công bố trên website của MOE vào tháng 7 năm 2022, cho nên là quý phụ huynh lưu ý để mình xem cái ngày cho chính xác nhé. Và hình thức thi thì hình thức thi của mình năm nay sẽ là mình thi online, và các trường hiện tại ở Singapore có tổ chức chương trình đào tạo luyện thi công lập. Là thứ nhất là các bạn có thể tham khảo là trường Dimension, trường SSTC hoặc là trường AAC. Trên đây mình muốn chia sẻ cho quý phụ huynh, các bạn học sinh thêm thông tin về một số quy định thay đổi đối với kỳ thi AAES và SAAES. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích, và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại liên hệ Inspiral Edu vào số hotline 0943556128 hoặc email info@inspiraledu.com để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.